vị chỉ cần đăng ký và điền thông tin vào trong chiếc phiếu giống như là Hoài Hương đang cầm ở trên tay thì quý vị sẽ có cơ hội nhận được một phần quà, đó là một hộp sữa Colos Baby vào cuối chương trình. Và xin được chào mừng toàn thể quý vị khách quý, đặc biệt là quý phụ huynh và các bé thiếu nhi thân mến. Chào mừng tất cả chúng ta đang đến với chương trình hội thảo của nhãn hàng Colos Baby với chủ đề là miễn dịch khỏe, da mùa giảm bệnh vặt. Xin được cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, chương trình của chúng ta cũng đang được livestream trên fanpage của nhãn hàng Colos Baby và tất cả quý vị phụ huynh chúng ta có thể đặt những câu hỏi để tương tác về cho chuyên gia của chúng tôi. Đồng thời là quý vị có thể like và share chương trình và chúng tôi sẽ dành tặng 15 phần quà, đó là 15 bộ ly cao cấp đến 15 quý vị nào chúng ta like, share livestream này cũng như là có những câu hỏi hay đặt về cho chương trình. Ngoài ra thì tất cả những quý vị phụ huynh chúng ta đang có mặt ở đây, quý vị nào chúng ta đặt câu hỏi hay cho chương trình thì cũng sẽ nhận quà trực tiếp tại đây. Một lần nữa xin được cảm ơn các bố mẹ rất nhiều và chào mừng tất cả quý vị ạ. Và thưa quý vị, trong thời điểm giao mùa thì đây là cái thời điểm vô cùng là nhạy cảm. Tất cả bố mẹ đều cảm thấy nơm nớp lo sợ vì con có thể bị bệnh bất cứ lúc nào. Những cái tác nhân như là nắng mưa thất thường, sự thay đổi nhiệt độ hay là độ ẩm cao cũng sẽ làm cho các con bị bệnh. Và đây là những cái tác nhân có thể gây ra dịch bệnh, ví dụ như những bệnh về đường hô hấp, bệnh về đường tiêu hóa. Và cái chuyện nắng mưa là chuyện của ông trời, chúng ta không có thay đổi được. Tuy nhiên các bố mẹ hoàn toàn có thể chủ động để giúp cho con có thể vượt qua, chống lại các tác nhân gây bệnh. Ví dụ như là mình có thể giữ vệ sinh thân thể cho con thật là tốt, hoặc là chúng ta cũng có thể tránh cho con tiếp xúc với những cái môi trường nhiều vi khuẩn. Nhưng mà tất cả những cái điều này chưa phải là cái giải pháp tối ưu để có thể tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ, giúp trẻ chống lại bệnh tật trong thời điểm giao mùa. Và để giải đáp cho tất cả những thắc mắc của các bố mẹ thì ngày hôm nay chúng tôi có mời đến chương trình bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Hậu, trưởng khoa dinh dưỡng của Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón bác sĩ ạ. Xin chào mọi người. Dạ, xin chào bác sĩ và cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Chắc chắn là hôm nay sẽ là một cái buổi hội thảo rất là nhiều những cái điều thú vị, bởi vì bản thân Hoài Hương cũng đang là một bà mẹ có con nhỏ. Em bé nhà Hoài Hương thì bây giờ là 2 tuổi. Và phải nói là khi mà ngồi ở đây trò chuyện với bác sĩ là em đang trải qua một cái thời kỳ phải nói là cực kỳ mệt mỏi. Khoảng 2 tháng nay thôi thì bé mới bắt đầu đỡ bệnh. Gà con nhà em á, bởi vì đi học từ lúc 19 tháng tuổi mà con lại đi học trong đúng cái thời điểm giao mùa, tức là khoảng tháng 11 năm ngoái. Thời tiết đang bình thường thì trở nên lạnh hơn và những cái cơn mưa cuối mùa nhiều hơn. Rồi sau đó bé nghỉ Tết rồi bé lại quay trở lại thì đúng vào cái mùa nắng.
Mà đã vậy cộng thêm cái nữa là các con lây chéo nhau nữa. Cứ bé này hết bệnh thì đến bé kia bệnh, và nó kéo dài triền miên suốt nửa năm như vậy. Và cái giai đoạn này thì cái hệ miễn dịch của con lại đang rất là yếu, cho nên là con bệnh thường xuyên. Nhưng mà là có lẽ là các bố mẹ đang theo dõi livestream cũng như là các bố mẹ đang ngồi đây cũng đang rất là thắc mắc, vì sao trong thời điểm giao mùa thì các con hay bị bệnh, đặc biệt là các bệnh về đường hô hấp và đường tiêu hóa ạ? Đúng là cái vấn đề mà con bệnh đó thì làm cho cha mẹ rất là căng thẳng. Và chúng ta thấy là khi mà thay đổi thời tiết đó, tức là đang từ nóng mà chuyển sang lạnh, rồi từ lạnh chuyển sang nóng, rồi bắt đầu xuất hiện mưa, hoặc là cuối mùa mưa chẳng hạn, thì con của chúng ta bệnh rất là nhiều. Mà bằng chứng là những cái ngày đó, thì nếu mà chúng ta phải đi khám bệnh thì có lẽ là đến bệnh viện chúng ta thấy rằng các bạn nhỏ khác cũng bệnh nhiều ở đó. Và đa số sẽ tập trung vào là bệnh của đường hô hấp và đường tiêu hóa. Thế thì tại sao cái thời điểm giao mùa thì nó lại bệnh nhiều, xảy ra những cái bệnh nhiều hơn? Đó là do những cái tác nhân ở những cái tác nhân chẳng hạn như vi khuẩn, virus, thì nó sẽ được bùng phát ở trong những cái không khí nó ẩm nè, ở trong những cái thời tiết mà thuận lợi cho những cái con vi trùng virus đó. Cái thứ hai đó là cơ thể mình đó, thì nó có một cái hệ miễn dịch để nó bảo vệ cơ thể. Và khi những cái thay đổi ở trong cái môi trường làm cho chúng ta mệt mỏi, chúng ta không khỏe, thì cái hệ miễn dịch của mình hoạt động nó cũng sẽ kém đi. Khi mà mình yếu đi nè, rồi vi trùng thì mạnh lên nè, rồi với một cái môi trường chẳng hạn như là ô nhiễm nhiều, hoặc là chúng ta tiếp xúc với rất là nhiều người xung quanh như là những em bé đi học, thì nó có cái nguồn lây bệnh, thì lúc đó em bé nó sẽ bị bệnh rất là nhiều. Chưa kể là khi mà chúng ta thấy là cái mùa nóng đó thì là vi trùng phát triển ở trong những cái thức ăn. Cho nên là em bé nó ăn thì nó dễ bị những cái ngộ độc thức ăn. Chúng ta mà bảo quản không kỹ là em bé nó sẽ bị rối loạn tiêu hóa hoặc là tiêu chảy. Mà từ cái đường tiêu hóa yếu đó thì là các cái cơ quan khác miễn dịch ở trong cơ thể nó cũng yếu theo. Vì mình biết là các cái tế bào miễn dịch chủ yếu nằm ở đường tiêu hóa. Cái thứ hai là cái hệ hô hấp của mình cũng vậy. Tức là mình có cái mạch máu, rồi có các cái hạch bạch huyết là bảo vệ để giúp cho em bé nó chống lại các cái bệnh tật. Thế nhưng mà trong cái điều kiện giao mùa đó thì vi trùng nó tăng cái độc lực lên, số lượng nó nhiều lên, trong khi những cái mạch máu nuôi của mình kém. Mà mình hay để ý là chẳng hạn em bé uống nước đá này, hoặc trời lạnh nó thì mạch máu nó co lại, thì mạch máu đến những cái nơi mà để nó bảo vệ cơ thể nó sẽ kém đi. Cho nên em bé cũng rất là dễ bị bệnh. Mà hai cái vị trí mà tiếp xúc với lại môi trường nhiều nhất thì chính là cái hệ hô hấp, hệ tiêu hóa. Chứ còn da cũng bị, nhưng mà chúng ta thấy nhìn bên ngoài vậy, nhưng mà da cái diện tích tiếp xúc nó không bằng ở trong cái đường tiêu hóa và đường hô hấp. Cụ thể thì bác sĩ có thể cho biết là những cái bệnh về đường tiêu hóa và đường hô hấp mà bé thường mắc phải trong thời điểm giao mùa là những bệnh nào ạ? Đầu tiên đó thì là về tiêu hóa, thì chúng ta thấy là em bé nó có thể nhiễm những cái con virus mà nó gây ra những cái rối loạn ở đường tiêu hóa. Chúng ta có rotavirus thì nó sẽ gây ra những cái tiêu chảy rất là dữ dội, kèm theo nôn ói, và có thể là em bé nó sốt, sốt cũng nhiều nữa. Rồi những cái con virus khác vẫn có thể tấn công vào trong đường tiêu hóa để gây tiêu chảy, hoặc là những cái mà làm cho em bé nó khó chịu, nó đau quặn bụng chẳng hạn, đó là những cái rối loạn. Thế ngoài những cái con virus đó thì có những cái con vi trùng nó cũng tấn công vào hệ tiêu hóa của chúng ta, và thường cũng có thể là làm cho em bé của mình nó bị những cái đợt bị tiêu chảy nhiễm trùng. Thì thường tiêu chảy nhiễm trùng thì cái phân của em bé nó sẽ có đàm, có máu, nó sẽ có nhầy, và em bé sẽ kèm với sốt cao. Và sau những cái đợt mà nhiễm vi trùng virus ở tiêu hóa như vậy thì thường em bé của mình nó phục hồi, nó sẽ mất một thời gian để phục hồi, và có thể cái miễn dịch cũng hơi kém đi và dễ bị những cái bệnh ở chỗ khác. Thế còn cái hệ hô hấp thì chúng ta thấy là em bé nó hay bị, chúng ta nghe là viêm hô hấp trên này, rồi viêm hô hấp dưới nè. Thế thì hô hấp trên á, nôm na là ở cái vùng mà mũi này, họng nè, thanh quản nè, khí quản, đó là những cái vùng gọi là hô hấp trên. Thì em bé cũng rất là dễ bị viêm ở những cái vùng này. Và viêm đó thì có thể làm cho những cái hạch ở trong mũi, ở trong cái vùng họng của mình nó sưng to lên. Thì mình hay nghe nói là có VA to lên này, có amidan to lên, thì đó chính là những cái hạch bạch huyết ở cái vùng họng của mình, ở vùng mũi của mình. Nếu như mà em bé của mình mà nó viêm mãn tính, tức là nó chưa kịp xẹp cái hạch đó xuống, nó lại bị một cái đợt viêm mới, thì cái amidan hay cái VA nó to luôn và nó trở thành cái tắc nghẽn, lúc đó thành là viêm VA hoặc là viêm amidan mãn tính phì đại, và đôi khi chúng ta lại phải xử lý bằng cái cách phẫu thuật. Cái thứ hai là chúng ta thấy hệ hô hấp dưới, ở trong hệ hô hấp thì hệ hô hấp dưới là thường chúng ta thấy là viêm sẽ nặng nề hơn, tức là viêm ở vùng phế quản, viêm phế quản, hoặc là với những em bé nhỏ thì hay bị nhiễm siêu vi thì gây phù nề, tắc nghẽn, ứ động, đàm nhớt, gây viêm tiểu phế quản, hoặc là viêm phổi. Thì chúng ta thấy đấy, những cái bệnh đó là rất là hay gặp. Ngoài ra thì giao mùa cũng có thể rôm sảy,
em bé cũng có thể nhiễm trùng da, rất là nhiều bệnh. Dạ, không biết quý vị phụ huynh ở đây khi mà nghe xong thì cảm thấy thế nào, chứ Hoài Hương thấy tất cả những bệnh mà bác vừa kể ra là bé nhà Hoài Hương bị hết trơn luôn. Bị trong suốt tháng 6 tháng vừa qua, những cái bệnh về đường tiêu hóa thì bị ít hơn, nhưng mà bé nhà em thì lại bị những cái bệnh về đường hô hấp nhiều hơn. Ví dụ như là có một thời gian Hoài Hương cảm thấy khủng hoảng luôn, tại vì là con cứ bị viêm phế quản liên tục. Vừa mới hết 3 ngày đi học lại, 3 ngày sau lại bị nghỉ học một tuần, cái lại đi lại ở nhà chăm sóc một tuần, bé vừa hết cho đi học lại, lại tiếp tục và cứ liên tục nhiều tháng trời như thế. Đến mức mà bản thân Hoài Hương mặc dù là cũng là một bà mẹ mà tìm hiểu rất là nhiều những kiến thức, và em cũng có những cái cơ hội để làm những cái chương trình với các bác sĩ, là mình cũng là một bà mẹ cứng đó. Tức là mình cũng biết cái đó là cái bệnh hay gặp ở độ tuổi này. Nhưng mà cũng có một khoảng thời gian em cảm thấy là chắc là con bị bệnh nan y gì rồi. Cho nên là tại sao mà cứ hết rồi lại đi bác sĩ, rồi lại hết, rồi lại đi bác sĩ liên tục như thế. Và cái tâm lý của trong cái khoảng thời gian này của các mẹ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Thậm chí là gia đình của em thì bà ngoại là người chăm sóc chính cho bé, tại vì hai vợ chồng em đi làm nhiều. Nhưng mà cái cách chăm sóc như thế nào thì lại là do em tìm hiểu và em nói lại với mẹ. Nhưng mà có những lúc là bà xót cháu, mình cũng xót cháu, ông xã mình cũng xót cháu. Mỗi người xót theo một kiểu khác nhau, và mỗi người có một cái suy nghĩ là nên làm như thế nào như thế nào. Thậm chí mỗi người có một cái đoán bệnh cho con. Thế là cả nhà cãi nhau. Con thì đã bệnh, đã khóc rồi, mà ba mẹ với ông bà cãi nhau luôn, tại vì không biết cách chăm sóc cho bé như thế nào, và tâm lý của mình đang bị khủng hoảng. Vậy thì bác sĩ có lời khuyên cho các bố mẹ khi mà chăm sóc con bị bệnh trong cái mùa như thế này là chúng ta phải như thế nào ạ? Đầu tiên hết là chúng ta phải chuẩn bị tâm lý. Bởi vì thực sự ra đó là chúng ta nuôi em bé trong 6 tháng đầu thì em bé nó ít bệnh lắm. Cho nên là chúng ta lúc đấy thì chỉ là mệt ở cái chuyện là chúng ta thức rồi cho em bé nó bú rồi vệ sinh cho em bé thôi. Thế nhưng mà sau cái 6 tháng trở đi thì chúng ta thấy em bé bắt đầu bệnh nhiều. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị tinh thần, là bởi vì em bé nó sẽ gặp những cái trục trặc khi mà chúng ta nuôi em bé. Và chúng ta phải có những cái thống nhất ở trong gia đình từ trước. Đến cái tuổi đó chắc chắn là em bé nó sẽ có những cái vấn đề về hô hấp này, nó sẽ gặp phải những cái vấn đề về tiêu hóa, và chúng ta bình tĩnh để tìm cái cách giải quyết. Đầu tiên hết là chúng ta phải nhận biết được những cái dấu hiệu nặng của con. Và cái mà chắc là ở trong nhà mà chúng ta chăm là chúng ta sẽ nhạy cảm, rất là nhạy cảm với cái chuyện là nhìn em bé nó có đừ hay không. Em bé nó không, nó bỏ ăn, bỏ uống, nó sốt, chúng ta nhìn nó ly bì thì những cái đó là phải đưa ngay đến bệnh viện. Thế còn những cái mà sốt cảm thông thường, chẳng hạn như nhiễm siêu vi, thì chúng ta vẫn có thể bình tĩnh ở nhà để xử lý trong một vài ngày đầu. Và nếu như cái miễn dịch của em bé nó khỏe thì em bé nó sẽ lướt qua và không cần phải đến với bác sĩ. Vậy thì những cái nhiễm siêu vi thông thường chúng ta thấy là em bé nó có thể sốt nhẹ này. Đôi khi em bé có thể sốt hơi cao, nhưng mà em bé nó vẫn vui vẻ, nó vẫn chơi bình thường, nó vẫn có thể ăn bú được. Và chúng ta chỉ cần hạ sốt cho em bé, cho em bé uống đầy đủ nước, chúng ta làm vệ sinh mũi họng này, rồi cung cấp thêm các cái loại vitamin, khoáng chất, ăn thêm các cái loại trái cây, thì như vậy em bé có thể vượt qua được cái đợt mà nhiễm siêu vi. Tức là em bé có thể sốt, em bé sẽ có thể ho hoặc là sổ mũi một vài ngày rồi sau đó sẽ ổn. Tuy nhiên có những cái siêu vi nó cũng rất là nguy hiểm, chẳng hạn chúng ta nghe nói đến tay chân miệng này, hoặc là sốt xuất huyết này, hoặc là những cái viêm não chẳng hạn. Thì những cái trường hợp đó em bé nó sẽ sốt rất là cao, hoặc là em bé nó rất là đừ, nó ly bì, thì bắt buộc là chúng ta phải đến bệnh viện. Khi mà em bé đừ là không thể ở nhà được, các anh chị ha. Đó. Cái thứ hai là những cái vấn đề về tiêu hóa. Thì thông thường nhất là khi em bé mà nó rối loạn tiêu hóa nó sẽ ói trước. Bé nào cũng ói trước, và ba mẹ ông bà thì rất lo khi mà em bé nó ói. Thì nếu như mà chúng ta thấy em bé nó chỉ ói một ít sau khi mà do cái đợt em bé nó bị sốt, hoặc là do em bé nó mới ăn một cái thức ăn gì đó nó lạ, thì chúng ta có thể bình tĩnh quan sát. Chúng ta sẽ cho em bé nó bù nước, bởi vì khi ói là chắc chắn sẽ bù nước, thì nhưng mà chúng ta phải bù thật chậm thôi, vì xu hướng của mình là em bé nó ói xong nó khát nước cho nên nó đòi uống, thì chúng ta sẽ đưa cho nguyên hết bình này đến bình khác để em bé uống thật là nhanh. Thì uống vô tình như vậy vô thì nó sẽ kích thích đường tiêu hóa và em bé sẽ ói nhiều hơn. Thì đôi khi gây mà sau ói thì em bé bao giờ nhìn cũng xanh lè xanh lét, nhìn cũng hơi đờ, cho nên là cả nhà rất là xót và có thể là cãi nhau từ những cái lúc đó. Vậy thì chúng ta phải làm sao là bù nước cho em bé. Ăn uống lúc đó chúng ta cũng chia nhỏ bữa ăn ra cho những cái thức ăn mà nó dễ tiêu hóa, nhưng mà đừng tích cực quá trong lúc đó. Đôi khi mình ép em bé ăn quá thì sẽ làm cho em bé còn bị rối loạn nhiều hơn. Chúng ta chia ra. Thế nếu mà chúng ta trong một vài tiếng đầu chúng ta cảm thấy là điều chỉnh có vẻ không ổn thì chúng ta vẫn có thể đến bác sĩ.
Và lúc đó chúng ta cũng bình tĩnh để bác sĩ hướng dẫn, chẩn đoán là bệnh rồi hướng dẫn. Và khi mà bác sĩ hẹn tái khám thì cũng nên tái khám, là bởi vì không phải là khi mà uống thuốc một cái là em bé nó khỏi ngay, và phải điều chỉnh ở trên cái đáp ứng của em bé. Với cái chuyện em bé tiêu chảy thì cũng tương tự như vậy. Tức là thường em bé nó ói xong thì có thể trong vòng nửa ngày, một ngày thì có một số bé nó sẽ chuyển qua tiêu chảy, nhất là do những cái siêu vi. Thì những lúc đó chúng ta cũng phải thời gian đầu là bù nước. Chúng ta có thể sử dụng các cái nước thông thường hoặc là nước biển pha ra, hoặc là chúng ta có thể sử dụng nước cháo. Nước cháo chúng ta cho một ít muối, hoặc là cái nước mà dừa tươi chúng ta thêm một ít muối thôi. Bởi vì em bé khi mà tiêu chảy thì vừa mất nước, vừa mất muối, và nó cần một ít cái tinh bột hoặc cái đường để nó đưa cái muối đó vô trong cơ thể. Chúng ta không thể chỉ uống nước trái cây hay nước ngọt, vì ở trong đó cái lượng đường nó quá nhiều mà không có muối. Cho nên em bé uống cái đó vô, em bé nó sẽ còn đi tiêu chảy nhiều hơn. Và cái sai lầm ở nhà là chúng ta lại cứ cho uống nước trái cây chẳng hạn. Không nên. Thì chúng ta cũng sẽ là bình tĩnh bù nước cho em bé. Nếu mà em bé không ổn thì lúc đó chúng ta cũng sẽ cho em bé đi khám. Dạ, có một cái kinh nghiệm cá nhân của Hoài Hương thôi, là những lúc mà con bị bệnh đó, thì Hoài Hương thường là cho con uống nước dừa. Cái lúc mà bé còn nhỏ thì uống một cái lượng vừa phải, một ngày khoảng vài muỗng thôi. Nhưng mà bây giờ em bé nhà hơn 2 tuổi thì cho con uống nhiều hơn. Và con rất là thích, và em cảm thấy nước dừa mà thêm một chút xíu muối là một cái dung dịch chúng ta có thể bù nước cho con rất là tốt. Ngoài ra thì các bố mẹ đang theo dõi livestream, chúng ta có những cái câu hỏi, những cái thắc mắc nào thì quý vị cũng có thể để lại bình luận ở bên dưới. Và tí nữa thì thời gian Hoài Hương sẽ dành một cái khoảng thời gian để cho bác sĩ có thể giải đáp những câu hỏi của các bố mẹ đang theo dõi livestream. Và quý vị đừng quên là chúng ta like, share và chúng ta đặt câu hỏi cho chương trình, thì chúng ta cũng sẽ có cơ hội nhận được những cái phần quà rất là hấp dẫn từ nhãn hàng Colos Baby. Và một cái câu hỏi tiếp theo, câu hỏi này là của riêng Hoài Hương thôi, nhưng mà Hoài Hương nghĩ là các mẹ bên dưới cũng có thắc mắc này. Đó là cái bệnh về đường tiêu hóa và đường hô hấp trong cái thời điểm giao mùa, nhiều khi không có kinh nghiệm mình sẽ không có phát hiện ra. Ví dụ như là khi bé bị viêm phế quản hoặc là em bé ho nhiều, thì cái do là cái dạ dày của em bé nó còn ngắn, cho nên là em bé ho là em bé sẽ bị ói. Thì bé nhà em là ói liên tục, nhưng mà em lại không phân biệt được cái ói đó là do bé ho mà bé ói hay là do bé bị rối loạn đường tiêu hóa. Thì bác có cái kinh nghiệm nào để cho các mẹ có thể nhận biết được triệu chứng ạ? Thực ra thì cái hệ tiêu hóa của mình đó, nó liên quan với tất cả những cái cơ quan khác. Cho nên là khi mà em bé nó ói, nó có những cái rối loạn về chức năng ở đường tiêu hóa thì chúng ta đều gọi là rối loạn tiêu hóa hết. Có thể là do em bé nó đang bị viêm, nó đang bị nhiễm trùng, nó bị sốt, nó cũng rất là dễ ói, rất là dễ đau bụng, rất là dễ tiêu chảy. Hoặc là em bé của mình nó do cái tác nhân nhiễm trùng đó, nó cũng gây ra những cái rối loạn ở trong cái cơ thể mình, trong đó có đường tiêu hóa. Thế rồi cũng trực tiếp là cái, những cái con vi trùng, virus hoặc là độc tố của vi khuẩn, virus nó gây độc ở cái đường tiêu hóa để gây ra ói. Thế thì thông thường ở trong ho đó, khi mà chúng ta thấy là em bé nó ho nhiều, thì cái phản xạ của ho là gì? Để tống những cái gì dơ ở trong cái đường hô hấp ra. Thì khi tống ra như vậy đó, cái cơ bụng nó co thắt, cơ hoành nó co thắt, thì đôi khi nó tống luôn những cái ở trong đường tiêu hóa ra. Cho nên chúng ta sẽ thấy em bé ói. Thì thực ra nếu có đàm thì chúng ta nên để em bé ho và ói một chút cũng không sao. Bởi vì như vậy là một cái biện pháp để em bé nó tống cái đàm ra. Khi những bà mẹ đi khám thì thường tụi tôi hay nói một cách vui vui thôi, nhưng mà để cho bà mẹ đỡ căng thẳng, nhưng mà cũng là một cái cách mà để cho mình bình tĩnh hơn, mình xử lý. Là bà mẹ rất là sợ vì ban đêm khi mà con nằm xuống con ho thì cái đàm nó vướng lại trong đó, con ho nhiều và con sẽ nôn ói ra đầy giường đầy chiếu. Cho nên rất là căng thẳng. Thì bác sĩ sẽ dặn là ho có đàm thì phải ói một chút, phải ho một chút. Cho nên nó là cái chuyện ói, nếu em bé nó không quá mệt thì chúng ta nên để cho ho và ói. Và cái cần nhất của chúng ta là để một cái thau kế bên. Khi nào mà ho mà thấy bắt đầu nhợn một cái thì chúng ta hứng. Chúng ta cần phải tống bớt cái đàm đó ra. Cho nên nếu như mà cái ho, cái ói đó không quá nặng nề, không làm bé mệt, thì chúng ta nên để cho nó tháo bớt cái đó ra. Đó là cái cơ chế tự nhiên của cơ thể. Em ở nhà em thì không có dùng thau, nhưng mà lúc nào cái giai đoạn mà con bị bệnh ho nhiều á, là xung quanh bé buổi tối là em để đầy khăn và những cái khăn chống thấm. Chỉ cần mà em ngủ không, em không có ngủ được sâu, cứ mỗi lần mà con ho một cái là em bật dậy, xong rồi em cầm sẵn cái khăn lên là bé ói một cái là em hứng liền luôn. Là phải nói là những cái ngày đó là những ngày cực kỳ ám ảnh. Cho nên là thật sự là một cái bà mẹ thực chiến, Hoài Hương cảm thấy rằng là chúng ta phải rất là vững tinh thần và có những cái biện pháp để chúng ta tăng cường hệ miễn dịch cho con, thì con mới bớt và qua được cái giai đoạn khó khăn này, phải không ạ? Có nhiều mẹ bây giờ nhiều khi bận quá, cho nên là khi mà có hai xu hướng nha. Một xu hướng là không có bận, thì con bệnh chút xíu thôi cũng đưa đi bác sĩ.
Dạ, còn xu hướng thứ hai đó là nhiều khi mình bận quá hoặc là mình có những cái kinh nghiệm cá nhân, thậm chí là bây giờ mạng xã hội phát triển, công cụ phát triển, cho nên là các mẹ thường lên mạng và các mẹ đọc ở trên đó dựa vào cái triệu chứng và sự mô tả ở trên đó để tự chẩn đoán bệnh cho con. Thì bác sĩ đánh giá sao về cái việc này ạ? Tất nhiên là cái việc mà chúng ta tìm hiểu các cái kiến thức mà để chăm em bé là rất là tốt. Tuy nhiên khi mà chúng ta tham khảo, chúng ta phải tìm được những cái nguồn mà đáng tin cậy. Bởi vì rất là nhiều các ông bố bà mẹ thì chia sẻ những cái kinh nghiệm trên mạng, nhưng mà chúng ta chia sẻ trên cái suy nghĩ của mình, trên cái suy nghĩ của mình thôi và cái xử trí của mình, thì cái đó là chỉ trên một cá thể, mình chưa thể nói lên được cái đó là đúng hay sai và tốt hay xấu. Mình rất thích là con tôi uống cái này, con tôi chữa ở chỗ kia, con tôi làm cái nọ thì là thấy nó có vẻ khả quan, nhưng mà cái đó chưa nói lên được cái gì. Bởi vì trong y khoa đó là chúng ta phải có nghiên cứu và chúng ta có bằng chứng. Và trước khi mà người ta đưa ra một cái biện pháp điều trị, một cái khuyến cáo sử dụng một cái thuốc, thì người ta phải nghiên cứu rất là nhiều những cái đối tượng khác nhau. Người ta có thể bắt đầu phải thử từ trên ở trong phòng thí nghiệm, rồi sau đó bắt đầu mới ở trên các cái gọi là con vật. Rồi sau đó mới đến những đối tượng tình nguyện, sau đó mới đến những cái đối tượng giống như là trẻ em hay bệnh. Cho nên không thể nào chúng ta chỉ căn cứ trên một đối tượng ở nhà mình mà chúng ta trở thành giáo sư, rồi chúng ta đi giảng cái đó khắp nơi thì nó cũng hơi nguy hiểm. Một cái kinh nghiệm nữa đó là sinh viên y đó, cái lúc mà mình chưa là bác sĩ đó, khi mà mình đi học thì mình có một số những cái kiến thức về y, thì khi mình đi đến chuyên khoa nào thì mình hay ám ảnh là mình bị cái bệnh đó. Cho nên rất là thông cảm với các ông bố bà mẹ, khi mà mình đọc những cái kiến thức ở trên mạng về các cái triệu chứng của bệnh thì lúc nào mình cũng ám ảnh là em bé nó bị hết bệnh này đến bệnh kia và chúng ta rất là lo. Cái thứ hai, nhưng mà cũng có những cái nhóm mà ông bố bà mẹ thì lại không lo gì cả, thì cái đó cũng rất là nguy hiểm. Vậy thì chúng ta cần là chúng ta theo dõi em bé ở trong một cái trạng thái là chúng ta bình tĩnh, và trong một vài tiếng đồng hồ, thậm chí một vài ngày đầu chúng ta vẫn có thể xử lý ở nhà. Nhưng mà chỉ khi em bé nó khỏe khoắn, nó không có những cái dấu hiệu nguy hiểm. Còn có những cái dấu hiệu nguy hiểm của hô hấp, của tiêu hóa, của sốt, của nhiễm trùng, thì chúng ta thấy mà thường là em bé nó, mình báo hiệu là thấy em bé nó không ổn, nó đừ đó, thì chúng ta nên đi bác sĩ sớm. Tất nhiên nếu mà chúng ta có điều kiện, em bé mới bệnh chúng ta đi bác sĩ ngay thì bác sĩ sẽ khám sớm và cho lời khuyên sớm, sẽ tốt hơn. Nhưng mà trong điều kiện nếu chúng ta bận rộn thì chúng ta có một số những cái kiến thức nhưng mà phải bình tĩnh. Dạ vâng ạ. Và các mẹ đang theo dõi livestream thì chúng ta cũng hãy tiếp tục đặt câu hỏi về cho bác sĩ nhé. Ngày hôm nay thì chúng ta cũng đang cùng gặp gỡ với bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Hậu, là trưởng khoa dinh dưỡng của Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh. Và một cái câu hỏi tiếp theo đó là hiện nay á, chúng ta thấy là đang vào cái mùa nóng, rất là nóng luôn, thì thường là chúng ta phải mở máy quạt máy lạnh cho bé. Tuy nhiên là nếu như mà lúc nào bé bị nóng, chúng ta cũng mở máy quạt máy lạnh liên tục và cho bé nằm trong máy lạnh như thế, thì không biết là có tốt hay không? Em cũng đang rất là thắc mắc, tại vì bé nhà em nó rất là hay đổ mồ hôi. Nếu không mở máy lạnh thì không được, nhưng mà mở máy lạnh liên tục thì con sẽ bị bệnh, có thể là đặc biệt bé nhà em là hay bị viêm phế quản, là viêm phổi, thì em rất là băn khoăn cái chuyện đó. Và trước khi đến với phần trả lời của bác sĩ thì một lần nữa Hoài Hương xin mời tất cả quý vị, chúng ta có thể chuẩn bị những cái câu hỏi để trong phần sau thì chúng ta có thể đặt dành cho bác sĩ. Ngày hôm nay chúng ta đang cùng gặp gỡ với bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Hậu, là trưởng khoa dinh dưỡng Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ xin mời bác sĩ sẽ trả lời ạ. Đúng là trong cái mùa nóng đó thì một trong những cái thắc mắc mà tụi tôi cũng hay nhận được đó là có xài máy lạnh và quạt cho em bé không, và cái nào thì tốt hơn. Thì rõ ràng nếu mà chúng ta thấy là nóng quá thì em bé sẽ đổ mồ hôi. Và đổ mồ hôi thì cũng là một cái tác nhân làm cho em bé dễ bị cảm, dễ bị ốm. Vậy thì chúng ta phải làm sao để cho cái cơ thể của em bé nó dễ chịu? Thì một trong những cái biện pháp là chúng ta có thể sử dụng và sử quạt hoặc là máy lạnh. Tuy nhiên em bé nó không thể nào nó chịu được một cái sự thay đổi đột ngột. Tức là đang từ một cái môi trường thật là nóng và chúng ta đưa vô trong một cái máy lạnh thật là lạnh, thì đó là một cái sự thay đổi quá nhanh thì cũng sẽ làm cho em bé bị ốm. Vậy thì trước khi mà em bé bước vô, nói chung là chúng ta phải chuẩn bị, tức là khi em bé bước vào cái phòng thì chúng ta cái phòng đó phải thông thoáng trước, sau đó khi vào chúng ta mới đóng cửa bật máy lạnh, và lúc đó để cho cái nhiệt độ nó tăng lên từ từ. Chúng ta không có bật 20, 22 độ ngay, mà chúng ta phải để là em bé nó dịu, cái môi trường nó dịu mát xuống thôi. Chúng ta có thể để khoảng 26, 27 độ. Sau đó tùy thuộc vào cái nhiệt độ trong căn phòng, mặc dù để 26, 27 độ, nhưng có phòng thì sẽ rất là lạnh và có phòng thì sẽ rất là nóng. Thì chúng ta sẽ điều chỉnh làm sao cho cái nhiệt độ bên ngoài với cái nhiệt độ ở trong đó nó không quá chênh lệch.
nha. Cái thứ hai là khi mà em bé nó chuẩn bị bước ra ngoài thì chúng ta lại phải tắt máy lạnh. Bắt buộc chúng ta phải tắt máy lạnh. Để làm sao? Để cho khi em bé nó bước ra ngoài thì từ cái nhiệt độ bên trong nó thấp, bước ra ngoài nhiệt độ cao cũng không bị một cái gọi là quá đột ngột. Thì như em bé của chúng ta nó sẽ không bị ốm. Vì đang ở trong lạnh mà chúng ta bước ra một cái chỗ mà nóng thật là nóng thì em bé sẽ lại đổ mồ hôi dữ rồi. Và cũng rất là dễ bệnh. Cho nên là chúng ta phải làm sao cho nó uyển chuyển. Một cái chuyện nữa là cái quạt. Cái quạt nếu như chúng ta mà quạt thoang thoảng thôi cho nó quay, nó không dọi thẳng với em bé thì em bé cũng sẽ không bệnh. Là bởi vì nó sẽ giúp cho cái thải nhiệt tốt hơn qua cái đổ mồ hôi, nó bay hơi từ từ. Nhưng mà nếu chúng ta quạt thật là mạnh, chúng ta dọi thẳng vô em bé, đặc biệt là vô mũi, vô họng, thì nó sẽ làm cho cái đường hô hấp của em bé nó bị khô. Thứ hai là nó bốc hơi, cái mồ hôi nhanh quá thì em bé cũng sẽ bị ốm. Như vậy chúng ta vẫn có thể phối hợp là vừa quạt vừa máy lạnh, nhưng mà cái nào nó cũng ở mức vừa phải thôi để cho em bé cảm thấy dễ chịu. Và khi sử dụng quạt hay máy lạnh thì một vấn đề nữa là gì? Em bé mất nước. Chúng ta để ý là chúng ta bước vào phòng máy lạnh thì bị hút nước, thì trong đó chúng ta sẽ mất nước, em bé nó cũng sẽ khát nước. Trong quạt cũng vậy, chúng ta quạt thì cũng sẽ mất nước. Vậy thì em bé bắt buộc phải được cung cấp đủ nước. Thứ nhất là để cho em bé nó dễ chịu. Thứ hai là các cái phản ứng trong cơ thể nó vẫn được ổn định. Và cái thứ ba rất là quan trọng đó là chúng ta duy trì được cái chức năng của cái lông chuyển ở đường hô hấp. Đôi khi chúng ta không biết là ở trong cái hệ hô hấp của mình nó vẫn có những cái lông chuyển. Nó giống như cái bàn chải để nó quét sạch đàm nhớt, nó tống những cái con vi trùng, vi khuẩn từ trong đường hô hấp ra ngoài. Và nếu như cái lông chuyển này mà nó thiếu nước thì nó sẽ cứng đơ ra, nó sẽ không tống được những cái tác nhân đó ra. Và em bé của mình rất là dễ bị nhiễm trùng. Vậy thì khi chúng ta sử dụng quạt máy lạnh hoặc là trong cái môi trường bình thường, chúng ta vẫn phải cho em bé uống đầy đủ nước. Và một trong những cái biểu hiện rõ ràng chúng ta hay thấy nhất đó là khi mà con bị về đường hô hấp thì con sẽ bị sổ mũi nè và đờm nè, nhớt rất là nhiều. Ngày xưa thì cũng có một cái khoảng thời gian em không có biết cho nên là em dùng cái dụng cụ hút mũi để hút cho bé. Nhưng mà sau đó thì em cũng có đọc và nghe một vài chuyên gia khuyên là không nên, nhưng mà em vẫn chưa rõ về vấn đề này lắm. Các mẹ có nên dùng dụng cụ hút mũi cho bé không ạ? Thực ra thì khi mà đàm nhất mà nó tắc nghẽn, nó không tự ra được bằng cái cơ chế tự nhiên, thì lúc đó bắt buộc chúng ta phải có những cái biện pháp hỗ trợ, giống như là chúng ta sẽ xịt mũi nè, hoặc là chúng ta sử dụng những các cái nước muối để bơm rửa và sử dụng những cái dụng cụ hút mũi để hút. Nhưng mà cái đó chúng ta chỉ sử dụng khi nào cái đàm nó quá đặc và em bé nó không tự hỉ mũi ra được hoặc nó không tự chảy ra được thôi. Còn bình thường đó, thì chúng ta nên là sử dụng các cái loại dung dịch, chẳng hạn như là nước muối sinh lý mà nhỏ mũi, hoặc là những cái nước biển đó, để cho chúng ta làm cho cái đàm nó loãng ra và cái lông chuyển nó đẩy ra ngoài, rồi chúng ta chỉ việc là dùng khăn và chúng ta lau là được rồi. Dạ vâng ạ. Một cái thói quen nha, mà cái này em không có, em nói trước là em không có, đó là một số mẹ có thói quen dùng lại cái đơn thuốc cũ. Tại vì lần thứ nhất mình đi khám bác sĩ, con có những triệu chứng như thế, bác sĩ cho thuốc như thế. Lần thứ hai mình thấy con cũng có triệu chứng tương tự, cho nên thôi khỏi mất thời gian mình dùng luôn cái thoa cũ. Thì bác thấy là thói quen này có đúng không ạ? Đây là một thói quen mà nói là cực kỳ nguy hiểm. Và bên mình là còn thậm chí là còn share cho hàng xóm, rồi share cho bạn bè này kia nữa. Cái đó không nên. Là vì sao? Mỗi đợt bệnh có thể cái biểu hiện bên ngoài nhìn qua thì giống nhau, bởi vì thực ra mình không phải là có chuyên môn sâu về cái vấn đề đó, cho nên mình tưởng là chung một bệnh nhưng hai cái hoàn toàn khác nhau. Chẳng hạn như cùng một cái sốt, có thể là cái sốt viêm họng, cũng có thể là sốt của một cái cảm cúm bình thường, nhưng có thể sốt của một cái viêm não, viêm màng não thì sao? Cho nên không thể nào chúng ta sử dụng được cái toa cũ. Ngay cả bản thân khi bác sĩ khám cũng không thể nào đảm bảo được là khi chúng ta khám cho thuốc là em bé khỏi hoàn toàn, mà vẫn phải có cái thời gian tái khám 2 ngày, 3 ngày, hoặc là có bất thường thì quay lại ngay để điều chỉnh thuốc. Cho nên chúng ta không thể sử dụng cái toa cũ cho những cái đợt bệnh sau. Dạ vâng ạ, hồi nãy giờ mình có rất là nhiều những vấn đề nhưng mà Hoài Hương nghĩ là vẫn chưa có hết đâu. Nhưng mà nói gọn lại một cái đó là trẻ dưới 3 tuổi là bệnh truyền miên. Phải nói rằng là một bà mẹ đang có con trong độ tuổi này, cho nên Hoài Hương rất là thấm thía những cái lần mà con bị bệnh, giống như là mình là một cái chiến binh ra trận cùng với con vậy đó. Nhưng mà tại sao, nguyên nhân nào mà trẻ dưới 3 tuổi thì lại bị bệnh nhiều như vậy ạ? Cái đó là do cái hệ miễn dịch của em bé. Thì không biết là ở đây các quý vị có nghe đến cái khoảng trống miễn dịch hay chưa? Chắc nếu mà mình tham khảo các cái thông tin thì chắc là chúng ta cũng biết. Thì tức là em bé mà từ khoảng 6 tháng cho đến 3 tuổi là cái hệ miễn dịch của em bé nó chưa có trưởng thành. Tức là em bé nó tự tạo những cái kháng thể để nó chống lại những cái tác nhân xâm nhập vào trong cơ thể chưa được tốt. Và trong cái thời gian đó, thì những cái kháng thể mà mẹ cho qua nhau thai hoặc là qua sữa mẹ thì đã bị giảm đi.
Thông thường đó, khi mà ở trong bào thai thì mẹ tiếp xúc với các cái nguồn gây bệnh thì cơ thể mẹ sẽ tạo ra những cái IgG là cái kháng thể để bảo vệ, và nó qua nhau thai để sẵn sàng cho em bé khi ra gặp môi trường, gặp những yếu tố gây bệnh là những cái IgG đó nó chống lại cái tác nhân gây bệnh luôn. Và cái IgG này đó thì chúng ta thấy là nó qua nhau thai, khi sanh ra đó em bé có thể sử dụng ngay và nó sẽ mất rất là nhanh. Người ta thấy là chỉ đến khoảng 3 tuần sau khi sanh nó đã mất đi khoảng 50-60% rồi. Và đến khi mà em bé nó khoảng 3 tháng là mất gần hết, và đến 9 tháng, 6 tháng đến 9 tháng là gần như mất hoàn toàn, không còn cái IgG của mẹ cho. Và cái IgG mà em bé tự tạo ra thì rất là thấp. Thì có một cái nguồn bổ sung đó là gọi là IgA, chúng ta hay nghe nói, đó là trong sữa mẹ. Thì những em bé nào mà được bú sữa mẹ thì đó là một cái lợi điểm, em bé sẽ ít bị bệnh hơn. Nhưng em bé nào không được bú mẹ thì cái IgA này nó sẽ không có. Mà IgA thì không bổ sung được ở trong các cái sữa cũng như các cái thức ăn vì nó rất là dễ hư. Cho nên là chúng ta thấy là cái hệ miễn dịch của em bé chưa tốt. Em bé không tự tạo được kháng thể, trong khi cái mẹ cho thì đã hết rồi. Cho nên chúng ta phải làm sao là lấp đầy cái khoảng trống miễn dịch đó thì em bé sẽ ít bệnh hơn. Dạ, thường là em bé sẽ bú mẹ từ 0 cho đến 6 tháng. Nhưng mà sau khi bố mẹ nói như bác sĩ vừa chia sẻ là nó sẽ không còn cái IgG mà bác sĩ vừa mới nói nữa. Hoài Hương nghĩ rằng là cũng có một số mẹ ở đây biết về khoảng trống miễn dịch. Tuy nhiên đây cũng là một cái khái niệm còn khá mới đối với các mẹ. Giai đoạn từ 0 cho đến 36 tháng là giai đoạn được gọi là khoảng trống miễn dịch, phải không thưa bác sĩ? Thì trong cái giai đoạn này bé đã không có còn được bố mẹ, cho nên là bé không được hấp thụ cái kháng thể IgG này. Thì bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn về cụm từ IgG mà bác sĩ vừa nhắc đến ạ? Cái IgG nó là một cái loại kháng thể, nếu mình nói tiếng Việt Nam hay nói là IgG ha, thì cái này á, là cho qua nhau thai, chứ còn khi mà sanh ra thì không qua được sữa mẹ, mà sữa mẹ sẽ có một cái bù vô là IgA. Thì bây giờ đó cái IgG đó khi mà nó ở trong cơ thể mình, tức là nó sẽ có tác động là nếu cái con vi khuẩn hay virus mà nó xâm nhập vô, mà cái IgG này nó đã được nhận ở trong cái lúc mà mẹ có bầu, thì nó sẽ diệt ngay cái con đó, tức là nó diệt một cách trực tiếp. Cái thứ hai là nó kích động những cái tế bào gọi là tế bào bạch cầu của mình, đa nhân đơn tính, thì nó sẽ cái con bạch cầu đó nó sẽ đến và nó gắn vào những cái con vi khuẩn virus đó và nó tiêu diệt. Tức là hai cơ chế, tiêu diệt do bản thân cái kháng thể, và thứ hai là nó huy động cái tế bào bạch cầu của mình đến để tăng cường cái miễn dịch. Cho nên là nó sẽ giúp cho cơ thể của mình có cái miễn dịch tốt hơn. Thì cái kháng thể IgG này chúng ta thấy là không có ở trong cái sữa mẹ mà có cái IgA thôi. Cho nên chúng ta phải lấy từ bên ngoài. Thì một cái nguồn đó là chúng ta hay bổ sung từ sữa non, và cái IgG trong sữa non mà chúng ta có ở trên thị trường là lấy từ sữa bò. Bởi vì khi mà bò mẹ tiếp xúc với lại cái nguồn gây bệnh cũng sinh ra những cái IgG. Nhưng mà cái IgG đó cũng sẽ cung cấp cho bò con khi mà bú sữa bọc của bò mẹ. Nhưng mà ở đây đó thì chúng ta lấy cái nguồn đó để cung cấp cho em bé. Vì rõ ràng là hệ tiêu hóa của em bé và hệ tiêu hóa của con bò nó hoàn toàn khác nhau. Chúng ta lấy IgA từ sữa mẹ, IgG từ bào thai mẹ cho, và IgG từ cái thức ăn và những cái khoáng chất ở bên ngoài chúng ta lấy. Như vậy là mình cũng có thể lấy IgG từ sữa bò non. Thì nếu mà mình lấy từ sữa bò non là mình sẽ lấy sau mấy ngày lúc mà con bò mẹ sinh bò con ra? Cái sữa non đó thường là được định nghĩa là trong một tuần. Và sữa non của mẹ cũng trong một tuần, mà sữa non của bò cũng trong một tuần. Nhưng mà chỉ có trong 3 tới 4 ngày đầu thì cái nồng độ kháng thể mới rất là cao. Ở mẹ thì là nồng độ của IgA, và trong sữa bò thì là IgG hoặc là IgG. Thì vậy thì chúng ta sẽ, nếu bổ sung sữa non thì chúng ta phải lựa là đúng cái sữa non được thu hoạch ở trong 3 tới 4 ngày đầu tiên thì cái nồng độ nó mới đủ để giúp cho em bé tăng cường miễn dịch. Nhất là ở trong cái IgG đó thì qua đường tiêu hóa nó sẽ bị hủy một phần. Nó chỉ có một phần nó vô được trong cái máu của mình thôi. Cho nên nếu như cái nồng độ đó không đủ thì sẽ không có tác dụng bảo vệ. Cho nên chúng ta phải lựa chọn đúng những cái sản phẩm. Thứ nhất là lấy đúng cái sữa non trong 3-4 ngày đầu tiên. Cái thứ hai là cái nồng độ kháng thể phải đủ. Và quan trọng nữa là chúng ta phải bổ sung trong một cái thời gian đủ dài. Các cái nghiên cứu cho thấy là có thể phải sử dụng 4 tuần, 8 tuần hoặc là lâu hơn nữa để có thể có cái tác động là làm giảm được cái tỷ lệ tiêu chảy, giảm được cái những cái viêm nhiễm hô hấp hoặc là nhiễm trùng nói chung. Dạ, có một câu hỏi đang hiện ra trong đầu em, đó là bác nói là cái hàm lượng nó phải đủ. Vậy thì các mẹ theo kinh nghiệm chắc là các mẹ cũng chưa biết lựa chọn như thế nào, hàm lượng bao nhiêu được coi là đủ ạ?
Thường đó thì chúng ta hay nói đến sữa non, và trong sữa non đó thì tùy theo cái sữa non, tùy theo ngày, và nó có thể có 10%, 20% và nhiều nhất là khoảng hơn 30% là cái IgG. Vậy thì chúng ta sẽ đọc để chúng ta biết là chúng ta cần bao nhiêu sữa non và cần bao nhiêu IgG. Thì ở đây có một cái con số để chúng ta có thể đọc ở trên cái sản phẩm mà chúng ta mua, những cái bịch sữa sữa non hoặc là trên những cái sản phẩm sữa mà có bổ sung IgG. Thì nếu như sữa non á, với trẻ dưới 2 tuổi thì tối thiểu chúng ta phải bổ sung khoảng 3 gram một ngày với cái sữa non đúng tiêu chuẩn. Và với trẻ trên 2 tuổi là từ 6 gram tới 10 gram thì nó mới đủ được cái lượng IgG. Còn nếu chúng ta tìm được cái thông tin của IgG trong cái sản phẩm đó thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta với em bé mà dưới 2 tuổi thì chúng ta bổ sung khoảng 400mg và trên 2 tuổi chúng ta bổ sung khoảng 1000mg mỗi ngày là ổn. Dạ, thì bác sĩ có thể bật mí luôn là chúng ta đang có những cái sản phẩm nào mà có bổ sung IgG và cái hàm lượng là đủ ạ? Thực ra thì cái này ở trên thị trường có khá là nhiều những cái công thức sữa mà người ta quảng cáo là người ta bỏ sữa non cũng như IgG. Thì cái này các ông bố bà mẹ có thể mình nên trực tiếp đọc ở trên cái lon sữa ha, để mình tìm cái hàm lượng. Thì giống như hôm nay thì có cái bên Vita Dairy có tài trợ cho mình cái chương trình này và họ có giới thiệu là họ cho đủ cái IgG, thì các ông bố bà mẹ có thể mình sẽ kiểm chứng ha, lát nữa mình kiểm chứng trên cái lon sữa. Dạ vâng ạ. Có nghĩa là hiện nay thì chúng ta có một cái sản phẩm đang ở trước mặt quý vị, đó là Colos Baby, là sản phẩm sữa non từ bò. Và đây là một cái sản phẩm mà bản thân Hoài Hương trước khi nhận dẫn chương trình này cũng đã tìm hiểu về sản phẩm này và quyết định là em sẽ thử cho gà con nhà em uống cái sữa non từ bò của Colos Baby. Hồi nãy cũng có hỏi nhỏ với bác sĩ trước chương trình là hàm lượng bao nhiêu là được, thì bác nói là của Colos Baby thì trên 1000 đúng không ạ? Hàm lượng là trên 1000mg thì hoàn toàn có thể đáp ứng được cho trẻ. Bây giờ thì cảm ơn bác sĩ rất là nhiều về những chia sẻ vô cùng chi tiết. Em biết là nãy giờ thì các mẹ đang xem livestream cũng như là các mẹ tham gia trực tiếp tại sự kiện cũng có những cái thắc mắc cho con trẻ nhà mình. Bây giờ Hoài Hương xin được mời ở bên dưới, các bố mẹ chúng ta có những cái câu hỏi, những thắc mắc nào thì chúng ta có thể đặt trực tiếp cho bác sĩ. Và chúng ta đang cùng giao lưu với bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Hậu, là trưởng khoa dinh dưỡng của Bệnh viện Nhi Đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh. Xin được mời chị ạ. Dạ, xin chào bác sĩ. Tôi hiện tại có 2 bé, một bé 6 tuổi và một bé 7 tháng tuổi. Tuy nhiên là bé thứ 2 này thì tôi không có sữa, cho nên là từ lúc mà em bé sinh ra cho tới 7 tháng thì tôi phải sử dụng sữa ngoài. Nhưng mà tôi có nghe nói rằng là cái sản phẩm mà có IgG, IgG thì là nó tốt cho em bé và chống ốm vặt. Thì không biết là em bé sẽ uống như thế nào, có uống được từ lúc đẻ ra hay không, và uống tới khi nào và uống bao nhiêu để mà em bé không bị ốm vặt ạ? Xin cảm ơn. Thì khi mà chúng ta sử dụng sữa, cái chuyện đầu tiên hết á, là chúng ta phải sử dụng đúng theo lứa tuổi ha. Tức là khi mà chúng ta sử dụng cho em bé từ 0 đến 6 tháng thì sẽ phải là sữa công thức 1 ha. Từ 6 tới 12 tháng là sữa công thức 2. Tức là chúng ta đọc ở trên cái lon sữa đó có cái lứa tuổi nào và chúng ta sẽ sử dụng đúng theo cái lứa tuổi đó. Thì với em bé dưới 6 tháng là chúng ta toàn bộ những cái sữa, tức là toàn bộ cái thức ăn của em bé sẽ là sữa. Cho nên chúng ta có thể sử dụng cái sữa nào mà nó phù hợp cho em bé. Thì ở đây là chỉ có thể sử dụng những cái sữa mà giàu cái IgG để tăng cái miễn dịch cho em bé. Cũng như là những cái sữa công thức 1 khác. Thì cái này là tùy cái lựa chọn của mình. Ví dụ như em bé của mình chúng ta chú trọng về vấn đề miễn dịch thì chúng ta sẽ sử dụng sữa bổ sung IgG. Hoặc là chúng ta nếu mà có những cái vấn đề khác, chẳng hạn về tiêu hóa, ví dụ như là táo bón thì chúng ta cũng có thể sử dụng những cái sữa mà nó ít táo bón hơn. Thì cái đó là tùy cái nhu cầu của mình. Nhưng tất cả sữa công thức 1 đều phải giúp cho em bé của mình phát triển một cách bình thường. Nhưng mỗi cái dòng sữa nó sẽ có cái thế mạnh riêng và tùy cái nhu cầu thì mình sẽ chọn cái dòng đó. Còn em bé mà đã bước vào tuổi ăn dặm thì chúng ta vẫn phải duy trì khoảng 600ml sữa mỗi ngày. Cho đến cái tuổi tiền dậy thì là khoảng chừng 700ml. Thì cái đó để cung cấp đủ cái canxi cho em bé. Và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những cái sữa mà có thương hiệu ở trên thị trường và phù hợp với nhu cầu của mình, phù hợp với lứa tuổi. Xin được cảm ơn chị rất là nhiều. Và xin được mời một vị phụ huynh tiếp theo Chúng ta đặt câu hỏi cho bác sĩ Xin mời cô ạ. Bác sĩ cho biết là cũng như cháu nó 2 tuổi rồi mà nó rất là làm biếng ăn, mà hãy ép mà hả miệng ăn thêm là nó lại ọc ra hết.
Vâng, thì một cái phản ứng tự nhiên là vậy thôi. Ngay cả người lớn mình cũng vậy. Mình không muốn ăn mà mình phải ăn thì mình sẽ rất là có cái cảm giác là muốn ói. Thế thì em bé của mình tại sao biếng ăn? Là mình phải giải quyết được cái nguyên nhân đó. Thế thì biếng ăn ở trẻ nó có nhiều nguyên nhân. Cái chuyện đầu tiên hết á, là em bé nó không có đói. Nó không đói là bởi vì chúng ta cho ăn vặt suốt ngày. Em bé nó cần có một cái khoảng để nó tiêu hóa hết thức ăn. Rồi nó có cái nhu cầu để nó ăn tiếp. Thì thường cái khoảng đó là khoảng 2 tiếng đến 3 tiếng đối với một em bé bình thường. Còn những cái em bé mà nó ăn nhiều thì có thể cái khoảng đó nó dài hơn. Mà những em bé ăn ít thì cái khoảng đó có thể ngắn hơn một chút. Nhưng luôn luôn trước bữa ăn khoảng 1-2 tiếng là phải có cái khoảng trống để cho tiêu hết cái thức ăn trước đó. Cho nên chúng ta phải hạn chế cái phần ăn vặt. Và tốt nhất là những cái ăn vặt thì chúng ta sẽ rời ra sau cái bữa ăn chính. Bởi vì ăn vặt đó là những cái đồ ăn mà nó có những cái đường ở trong thì nó gây tăng cái đường huyết lên, thì bản thân là em bé nó sẽ cái cảm giác thèm ăn nó sẽ giảm đi. Đó là chuyện thứ nhất. Cái chuyện thứ hai là do chúng ta nấu cái bữa ăn đó nó không có cân đối, thành ra em bé nó lâu tiêu quá. Ví dụ có thể là chúng ta cho dư đạm, hoặc là cũng có thể là em bé nó cái răng nó còn ít mà chúng ta bắt ăn cơm. Ví dụ như thế thì cũng là những cái mà làm cho em bé nó sẽ khó tiêu, cho nên không có cảm giác đói. Hoặc là do chúng ta nấu dở quá, cho nên em bé nó cũng không muốn ăn, thì chúng ta phải đổi món thôi. Vâng. Thế còn một những cái lý do nữa, một trong những cái lý do nữa là em bé hay bị ốm. Nếu như em bé nó bị bệnh thì bất kỳ một cơ quan nào bị bệnh thì đều ăn không ngon hết. Và kinh nghiệm của chúng ta sẽ thấy rất là rõ chuyện đó. Cho nên là chúng ta phải kiểm soát được cái bệnh của em bé. Không được viêm họng thường xuyên, không được viêm phế quản, không được tiêu chảy, táo bón, không được rối loạn tiêu hóa, không được nhiễm trùng, thì chắc chắn em bé mình ăn uống nó sẽ khá hơn. Và cũng một cái nữa là em bé có thể thiếu các vi chất hoặc là men. Thì đôi khi những cái đó cũng làm cho em bé ăn không ngon. Và những trường hợp mà chúng ta thấy có vẻ chúng ta đã điều chỉnh những cái thông thường rồi mà không ổn, thì lúc đó chúng ta nên đi khám bác sĩ. Thứ nhất là bác sĩ tìm nguyên nhân. Thứ hai là cần phải bổ sung cái gì thì bác sĩ sẽ cho mình. Thì như vậy thì sẽ giúp cho mình dễ dàng hơn cho cái chuyện cho em bé ăn. Dạ vâng ạ. Và cũng là một bà mẹ, hồi nãy giờ Hoài Hương nói rồi, con nhà Hoài Hương bị bệnh liên tục, cho nên là trong lúc mà trẻ ốm như vậy á, thì trẻ sẽ không có muốn ăn. Trẻ cũng giống như người lớn phải không bác sĩ? Khi mà chúng ta gọi là cảm thấy không ngon miệng thì chúng ta sẽ không ăn. Cho nên là chúng ta đôi khi cũng sẽ phải chấp nhận giai đoạn này trẻ sẽ bị sụt cân ít nhiều. Rồi bây giờ có lẽ là chúng ta sẽ dành thời gian để cho các bố mẹ đang theo dõi livestream, tại vì nãy giờ Hoài Hương thấy rằng là có rất là nhiều câu hỏi đang được gửi về cho bác sĩ. Và câu hỏi đầu tiên đến từ mẹ Vân Phạm. Mẹ có hỏi như thế này: khi mà trẻ ốm vặt, biếng ăn, sụt cân rất nhiều, ngoài bổ sung kháng thể IgG thì uống Colos Baby liệu có đủ để cho bé bù đắp lại những cái phần năng lượng đã mất do bệnh hay không ạ? Tức là em bé của mình bị bệnh thì trong lúc bị bệnh, thứ nhất là em bé nó ăn kém, thành ra là đã bị thiếu chất dinh dưỡng. Cái thứ hai là khi mà bệnh thì chắc chắn cơ thể của mình nó sẽ sử dụng một số những cái dưỡng chất nhiều hơn, trong đó có đạm, để tạo cái kháng thể. Thì sau cái đợt bệnh, trong lúc bệnh chúng ta cũng phải bổ sung kháng thể, bổ sung những cái đạm quý, những cái nguồn dinh dưỡng dễ tiêu hóa. Và sau khi bệnh thì chúng ta cũng vẫn phải bổ sung thêm một thời gian dài. Thì nếu như em bé của chúng ta mà sử dụng những cái nguồn thức ăn hoặc là nguồn sữa mà nó đảm bảo được cái yêu cầu trên thì chúng ta vẫn cứ duy trì thôi. Tức là theo cái chế độ ăn giống như bình thường, nhưng mỗi ngày có thật lẽ là em bé nó sẽ có thêm một bữa, khoảng trung bình là khoảng thêm một bữa, nhưng mà chúng ta có thể chia nhỏ ra, có thể là sữa cũng có thể là thức ăn. Cụ thể ở đây thì mẹ Vân Phạm có nói là uống sữa Colos Baby thì có đủ để bù đắp lại năng lượng đã mất hay không? Đây cũng là câu hỏi của mẹ Hoài Hương luôn á. Dạ, tại vì em cũng thắc mắc là một ngày nên cho bé uống bao nhiêu hoặc là mấy ly là vừa. Thông thường đó thì với sữa đó thì chúng ta sẽ bổ sung một ngày khoảng từ 500 đến 600 ml, cho nên chúng ta thấy là vào khoảng 3 ly. Tức là với em bé thông thường thì em bé sẽ ăn 3 bữa và em bé sẽ uống sữa vào nửa buổi và tối trước khi đi ngủ. Đó thì thường như vậy thì chúng ta sẽ cung cấp được cả canxi, và trong những cái sữa mà bổ sung IgG thì nó sẽ đủ được cái hàm lượng kháng thể cho con, thì cả hai đều tốt. Thế còn cái chuyện mà chúng ta như vậy có bù đắp được hay không thì còn tùy thuộc vào cái chuyện là khi bệnh em bé thiếu hụt nhiều hay không. Đúng không ạ? Nếu mà em bé thiếu nhiều quá thì không phải một ly mà có thể phải hai ly và có thể phải những thức ăn khác nữa. Cho nên nó phải tùy thuộc vào cái tình trạng cụ thể của em bé. Dạ vâng ạ. Bây giờ thì Hoài Hương sẽ đến với câu hỏi của mẹ tiếp theo ạ. Mẹ Nguyên Trần có đặt câu hỏi là bé ở nhà em 1 tuổi và theo như bác sĩ thì bé đang trong giai đoạn khoảng trống miễn dịch. Vậy bổ sung kháng thể lúc này còn kịp để bé giảm bệnh vặt không ạ? Thực ra cái kháng thể thì nó đi với mình cả đời lận.
nó đi với mình cả đời. Nhưng mà vì cái giai đoạn khoảng trống miễn dịch đó là cái lúc mà cái kháng thể ở trong em bé nó quá thấp, cho nên mình phải tìm những cái biện pháp để mình bổ sung cho em bé. Thì em bé này là dưới 3 tuổi, chúng ta thấy sẽ bệnh liên tục. Em bé nó sẽ bệnh nhiều cho đến khoảng 3 cho tới 4 tuổi, bắt đầu chúng ta mới ngớt phải đi gặp bác sĩ, và thường là sau 6 tuổi á, là mới gọi là lâu lâu mới gặp lại bác sĩ. Thế thì trong cái giai đoạn này thì chắc chắn là chúng ta nên bổ sung kháng thể cho em bé. Và cái lý tưởng nhất á, là vẫn là sữa mẹ. Cho nên nếu mà chúng ta duy trì được sữa mẹ cho em bé đến 2-3 tuổi thì cứ duy trì. Còn nếu trong trường hợp thiếu sữa mẹ hoặc không có sữa mẹ thì chúng ta phải lựa chọn những cái sữa mà có IgG cao. Hoài Hương biết là lúc này thì các mẹ ở phía dưới cũng như là các mẹ livestream cũng vẫn còn rất là nhiều thắc mắc. Tuy nhiên là thời lượng của chương trình có giới hạn, cho nên là Hoài Hương xin được trích thêm một câu hỏi nữa của mẹ đang theo dõi livestream. Đó là mẹ Lan Hương, bé nhà mình 2 tuổi, ăn khá ít, bé thường hay bị viêm họng. Thời gian này giao mùa cho nên là bé càng bệnh nhiều hơn. Có cách nào để giúp cho bé tăng sức đề kháng không thưa bác sĩ? Vâng, thì cái này cũng giống như là em bé vừa rồi, tức là em bé này hay bị ốm ha, và ở cái lứa tuổi là trong khoảng trống miễn dịch. Vậy thì trước tiên là với chế độ ăn hàng ngày chúng ta phải cho em bé ăn đủ cái đá. Cái nhóm chất dinh dưỡng, chất đạm, chất béo, tinh bột, vitamin, khoáng chất chúng ta phải cung cấp đầy đủ. Chứ không phải là chúng ta nghiêng về một loại này mà quên loại kia là không được. Cái thứ hai là chúng ta vẫn phải cho em bé những cái vận động để giúp cho cơ thể nó khỏe khoắn hơn. Cái thứ ba là chúng ta trong thời điểm giao mùa thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái thức ăn mà nó hỗ trợ cái hệ miễn dịch nhiều hơn. Đầu tiên là các cái vitamin và khoáng chất là phải đầy đủ. Mà chúng ta hay nhắc đến vai trò của vitamin A này, vitamin D này, vitamin E này, vitamin C này, cũng như là những cái khoáng chất vi chất, ví dụ như là sắt, kẽm, selen, chúng ta thấy phải cung cấp đầy đủ từ trong cái chế độ ăn. Ngoài ra đó thì chúng ta có thể lựa chọn những cái biện pháp hỗ trợ, chẳng hạn như là chúng ta sẽ cung cấp kháng thể từ trong sữa mẹ hoặc là từ những cái sản phẩm sữa hoặc thực phẩm mà có cái IgG đầy đủ để cung cấp cho em bé được cái nguồn dinh dưỡng miễn dịch. Và đồng thời đó thì chúng ta cũng làm sao cho cái đường tiêu hóa khỏe mạnh. Chúng ta làm sao cho cái hệ tiêu hóa khỏe mạnh với các cái chất xơ ở trong thực phẩm để nó nuôi dưỡng những cái con vi khuẩn có lợi ở trong đường tiêu hóa. Và đồng thời những cái con vi khuẩn trong đường tiêu hóa như vậy nó tăng trưởng lên thì nó ức chế những cái con vi khuẩn gây bệnh. Thì đó cũng là những cái biện pháp để giúp cho em bé của chúng ta khỏe hơn. Dạ vâng ạ, cảm ơn những cái chia sẻ của bác sĩ rất là nhiều. Nhờ bác sĩ Hậu mà ngày hôm nay bản thân Hoài Hương cũng như là quý vị phụ huynh đang theo dõi chương trình có lẽ là chúng ta cũng đã biết cách để làm sao tăng cường được hệ miễn dịch cho trẻ. Và có một cái khái niệm mới, có lẽ là mới với nhiều mẹ, đó là khái niệm về khoảng trống miễn dịch, tức là giai đoạn từ 6 tháng cho đến 36 tháng. Vì thế mà các mẹ cũng nên bình tĩnh vì giai đoạn này con sẽ bị bệnh rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể chủ động bằng cách là bổ sung kháng thể IgG cho trẻ để tác động trực tiếp vào hệ miễn dịch của trẻ, giúp cho trẻ có thể chống lại được những tác nhân xấu gây bệnh. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều về những chia sẻ vô cùng hữu ích của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Là một người mẹ thì em hiểu tâm lý của các mẹ. Khi mà các con bị bệnh thì chúng ta rất là rối và chúng ta cũng đọc chỗ này chỗ kia rất là nhiều cái nguồn thông tin. Nhưng mà nếu như chúng ta biết được cái bí quyết, chúng ta gọi là một bà mẹ cứng, chúng ta kiên định với những cái gì mà mình hiểu biết và mình chăm sóc cho con thật tốt, thì Hoài Hương tin rằng là cái giai đoạn khoảng trống miễn dịch rồi thì nó cũng sẽ qua rất là mau thôi. Và mến chúc các mẹ sẽ chăm sóc con thật là tốt và có một ngày 1 tháng 6 thật là nhiều niềm vui dành cho các bé. Một lần nữa thì xin được cảm ơn tất cả quý vị phụ huynh ở đây rất là nhiều. Xin được gửi tặng những phần quà cho các mẹ đã đặt câu hỏi cho chương trình, cũng như là các mẹ đã đăng ký tham gia ở đầu chương trình thì chúng ta cũng sẽ liên hệ với nhãn hàng để được nhận một phần quà, đó là một hộp sữa Colos Baby. Ngoài ra thì các mẹ đã tương tác, like, share cũng như là đặt câu hỏi trên livestream ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin được dành tặng 15 phần quà là 15 bộ ly cao cấp dành cho các bố mẹ đã có những câu hỏi hay về cho chương trình. Cảm ơn tất cả quý vị một lần nữa đã đồng hành cùng với Colos Baby trong chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ. Chúc các bé thật là khỏe, thật là ngoan và gia đình thật là hạnh phúc. Xin được cảm ơn bác sĩ, xin được cảm ơn tất cả các mẹ và các bé rất nhiều và chúc các bé của chúng ta có một ngày 1 tháng 6 thật là nhiều niềm vui. Bây giờ thì xin được mời quý vị phụ huynh và các bé chúng ta sẽ di chuyển về phía nhãn hàng Colos Baby để được nhận phần quà cũng như là tìm hiểu nhiều hơn về những thông tin về IgG. Cảm ơn quý vị một lần nữa, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây trên sân khấu của Việt Baby Fair 2019 sẽ diễn ra một tiết mục xiếc dành cho các bé thiếu nhi vô cùng hấp dẫn. Xin mời toàn thể quý phụ huynh chúng ta hãy dắt con em, dắt các bé của mình tiến lại khu vực sân khấu để có thể cùng thưởng thức.